Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình showbiz. Phía sale Đại Nam Phương Hằng đáp trả xanh rờn khi Dục trả Trấn Thành 50 tỷ. Nói gì mà cộng đồng bó tay. Thông tin tiếp theo là bà Phương Hằng sẵn lòng tha thứ, không truy cùng đuổi tận nếu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng làm được một điều này. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết. Phía sale Đại Nam đáp trả xanh rờn khi cộng đồng mạng Dục trả cho Trấn Thành 50 tỷ. Thì lùm xùm trong thời gian vừa qua, quý vị khán giả thấy là đấu đá giữa sale danh nhân Nguyễn Phương Hằng và một số nghệ sĩ. Tới hôm nay thì cộng đồng mạng vẫn còn quan tâm khi nhận được bình luận hối thúc trả tiền cho Trấn Thành. Khi nhận được bình luận hối thúc trả tiền cho MC Trấn Thành thì phía sale Đại Nam đưa ra câu trả lời mà nhiều người không ngờ đến. Quý vị khán giả cũng đã biết sau khi Bộ Công an đã đưa ra kết luận cuối cùng về vụ từ thiện của các nghệ sĩ, những ồn ào đã chấm dứt, nhưng thực tế nó vẫn còn dai dẳng đến tận bây giờ. Cộng đồng mạng đang quan tâm, hầu như là khi kết quả cuối cùng tưởng đâu là đã chấm dứt, quý vị khán giả, nhưng mà tới ngày hôm nay thì chắc có lẽ là cộng đồng mạng cũng đang quan tâm về vấn đề này. Sale Đại Nam vẫn liên tục có động thái công kích phía nghệ sĩ, tỏ ra nghi ngờ họ trên sóng livestream của mình. Mới đây thì một cộng sự của nữ doanh nhân này đã đăng bài thông báo về lịch livestream mới của bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng trên nền tảng là TikTok. Sẽ không có vấn đề gì nếu nói như là dưới phần bình luận không xuất hiện những câu hỏi dò, mỉa mai sale Đại Nam vì không giữ lời hứa trước đó. Cụ thể có người nhắc lại việc làm của bà hứa sẽ trấn thành nếu như là nghệ sĩ chứng minh được sao kê trong 10 ngày thì bà sẽ là thưởng cho 50 tỷ. Thế nhưng dù Trấn Thành đã làm xong nhưng nữ đại gia vẫn chưa rút tiền trả cho Trấn Thành. Đó là cộng đồng mạng đã nhắc lại. Tưởng đâu mọi chuyện đã đi qua nhưng bây giờ cộng đồng mạng vẫn còn quan tâm về vấn đề này và nhắc lại những câu nói của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng ngày xưa. Thế mới có chuyện một tài khoản khác nhắc thẳng, nhớ chia sẻ cho mọi người biết là bao giờ cô chuyển 50 tỷ cho Trấn Thành nhá cô. Ngay lập tức, cộng sự của sale Đại Nam đã thay mặt đáp lời, người này công kích ngược lại dân cư mạng như trên, nghe mùi nhang rất quen. Câu trả lời này bị cho là chưa đủ thuyết phục, chỉ như đang chống chế qua cho qua chuyện. Trước đó thì sale Đại Nam đã từng ra mặt giải thích lý do bùng kèo và tuyên bố rằng Trấn Thành sao kê không đúng thời hạn như mình đưa ra, cũng như không phản hồi thách thức ngay từ đầu. Nữ đại gia nhấn mạnh MC Trấn Thành tung sao kê và chứng minh với phía cơ quan chức năng chứ không phải với mình. Ít ngày sau đó thì Trấn Thành in toàn bộ sao kê đưa lên mạng, sale Đại Nam lại cho rằng nó không hợp lệ khi che đi quá nhiều thông tin, chưa đủ thuyết phục. Lúc này đây bà lại yêu cầu đối phương công khai thu chi số tiền đóng thuế trong nhiều năm làm nghề. Nếu thực sự không có sai sót, anh sẽ nhận được 50 tỷ đồng. Cho đến tận bây giờ thì câu chuyện 50 tỷ đồng vẫn là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người đứng về phía sale Đại Nam, nghĩ bà có lý khi không chuyển tiền. Thế nhưng đa số lại tỏ ra ngán ngẩm khi hết lần này đến lần khác, nữ sale doanh nhân tìm ra lý do bẻ lái, đi xa để không đưa tiền cho đối phương. Và trước đây thì có một luật sư cũng chia sẻ về vấn đề này, vì ở giữa doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và Trấn Thành không có cam kết, không có giao kèo, không có giấy tờ văn bản, nên việc doanh nhân Nguyễn Phương Hằng không chuyển tiền cho MC Trấn Thành là không sai. Thì quý vị khán giả thấy là họ đóng tố nhau giữa qua livestream chứ chẳng có ai gặp mặt nhau và chẳng có ai cam kết một điều gì. Đây là trên mạng xã hội, việc nói qua nói lại nhưng không có văn bản giấy tờ, cho nên việc sale danh nhân Nguyễn Phương Hằng không chuyển cho Trấn Thành là không sai nha quý vị. Và luật sư cho rằng họ chỉ ra kèo thách thức nhưng không có văn bản cụ thể, cho nên việc danh nhân Nguyễn Phương Hằng không thể chuyển tiền cho MC Trấn Thành, cái điều đó là không vi phạm pháp luật. Thông tin thứ hai, bà Phương Hằng sẵn lòng tha thứ cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, truy cùng đuổi tận nếu anh làm được một điều này.
Cụ thể là tối ngày 5 tháng 2 trên sóng livestream của bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng tiếp tục chia sẻ về câu chuyện ồn ào giữa mình và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Theo đó, nữ đại gia cho biết bà thất vọng trước khi cách hành xử của giọng ca Đàm Vĩnh Hưng. Bà tiết lộ nếu như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chấp nhận xuống nước xin lỗi khán giả vì có lẽ sự việc sẽ diễn biến theo một chiều hướng tích cực hơn. Bà cũng chia sẻ rằng nếu đặt mình vào vị trí của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ có cách cư xử khác thay vì đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Bà nói, nếu tôi là Đàm Vĩnh Hưng, dù cho bao nhiêu người có chửi rủa thì tôi cũng sẽ xin lỗi vì công chúng mới là nguồn sống, là người mang lại cơm no, áo ấm, nhà đẹp, xe sang và tên tuổi của nghệ sĩ. Biết rằng sẽ bị chửi nhưng vẫn phải cúi đầu xin lỗi công chúng. Còn chuyện có tha thứ hay không là do mỗi người, nhưng chắc chắn rằng sẽ giảm nhiệt ngay lập tức. Nếu là tôi sẽ làm như vậy và sẽ không bao giờ trốn chạy hay tìm cách đối phó. Không ai nỡ lòng nào truy cùng đuổi tận vì một con người Việt Nam rất văn minh, có tấm lòng từ bi và tha thứ. Bà chủ Đại Nam cũng cho biết bản thân mình từng hy vọng Đàm Vĩnh Hưng sẽ quay đầu. Trong thâm tâm tôi vẫn hy vọng Đàm Vĩnh Hưng đến đó phòng trà đồng dao xin lỗi khán giả một câu thì mọi chuyện sẽ không đổ bể đến như ngày hôm nay. Người xưa nói tiếng chào cao hơn mâm cỗ, một lời xin lỗi cho vui lòng khán giả để mình xoa dịu tất cả câu chuyện đã xảy ra, vì rõ ràng mình cũng có tài nhưng mình phải có đức nữa. Cái quan trọng nhất là mình phải tôn trọng khán giả vì họ là người mang cho mình thương hiệu, tên tuổi, cuộc sống ấm no. Từ một thằng cắt tóc cho đến ngày hôm nay thì mình có tất cả. Nhưng rõ ràng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên một kế hoạch đối phó với tôi và những người đến đêm diễn hôm đó xem ca nhạc của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Thứ nhất, không ai đầu năm đi xem ca hát vì bị lục soát túi và lục soát khắp người khi mà khán giả vào xem. Vào xem thì cũng không được livestream, quay phim, chụp hình. Nếu biết điều đó, có mời cũng không ai đến. Thời gian vừa qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Seo Phương Hằng có nhiều lời qua tiếng lại trên mạng xã hội liên quan ồn ào đến từ thiện và một số vấn đề về đời tư. Sau khi Bộ Công an lên tiếng về việc quyết định không khởi tố hình sự đối với một số nghệ sĩ, trong đó có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vì không có dấu hiệu tội phạm, bà Phương Hằng gây chú ý khi nhắc đến giọng ca viễn tình này. Theo đó, nữ đại gia tuyên bố mua trọn 80 vé tại phòng trà của nam ca sĩ có lịch diễn vào ngày mùng 1 Tết. Bà cũng tiết lộ thêm rằng các nghệ sĩ vướng ồn ào từ thiện, biểu diễn ở đâu thì bà sẽ sẵn sàng ủng hộ và khẳng định mua cho cháy vé luôn, đó là cách chơi mới của tôi. Nếu em bao được sân khấu, em bao được quý vị khán giả miễn phí nha, chơi đẹp đầu năm luôn. Đó là đầu năm doanh nhân Nguyễn Phương Hằng tuyên bố khi mà đi xem ca nhạc của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và sẵn sàng mua vé cho khán giả. Như đã hứa thì bà Phương Hằng đã xuất hiện ngay trước cửa phòng trà, nhưng ngay sau đó bà quay xe đi mà không vào xem Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn như lời tuyên bố. Thì chưa dừng lại ở đây, bà Phương Hằng còn cho biết sẽ lên tận Đà Lạt để xem show diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Quả thật, đúng ngày 4 tháng 2, nữ đại gia cùng ekip của mình có mặt tại Đà Lạt chuẩn bị sẵn sàng đại náo sân khấu. Biết được thông tin bà Hằng chuẩn bị đụng độ với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì cộng đồng mạng vô cùng xôn xao chờ đợi cuộc gặp gỡ thế kỷ này. Thế nhưng đến phút chót, nữ đại gia lại cho biết bà đã không mua vé để xem show như lời nói ban đầu. Nguyên nhân bà Hằng chia sẻ bởi vé quá đắt, đến 2 triệu đồng một vé. Giá vé 2 triệu, tại sao tôi phải ủng hộ? Nên tôi cho mỗi nhân viên 5 triệu để tha hồ đi chơi, nhiều thứ khác, đó là bà Hằng chia sẻ. Và bà Hằng cũng chia sẻ trên trang cá nhân của mình, tôi đến Đà Lạt nhưng tôi không vào phòng trà nhé quý vị. Vì có lẽ với mức giá 2 triệu đồng thì ăn chơi nhiều chỗ khác có vẻ là vui hơn và hợp lý hơn nha quý vị. Đó là bà Phương Hằng chia sẻ trên trang cá nhân của mình.
Còn về phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, anh cũng có động thái đáp trả trên trang cá nhân. Cụ thể, Mr. Đàm thách thức. Nghe nói mọi người rủ rê nhau lên Đà Lạt để hưởng cái lạnh và xem ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát kìa. Đi nhanh luôn, hát xong nhậu không? Hiện tại, trận chiến giữa bà danh nhân Nguyễn Phương Hằng và Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Bên cạnh đó thì bà Nguyễn Phương Hằng bị một nữ nghệ sĩ nhắn tin chửi bới và cách đáp trả khó tin. Tôi không hiểu tại sao nhiều người trong giới nghệ sĩ lại đi chửi rủa, đả kích, chỉ trích tôi dữ dội như vậy, trong khi tôi không hề đụng chạm tới họ. Đó là bà Phương Hằng chia sẻ. Trong vụ lùm xùm giữa danh nhân Nguyễn Phương Hằng và một số nghệ sĩ trong showbiz, có khá nhiều nghệ sĩ đã chỉ trích bà theo nhiều cách khác nhau. Những nghệ sĩ này đều bị bà Phương Hằng nêu tên và phản bác lại, như là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vi Oanh, Hồng Vân, Lưu Hoàng, Gia Bảo, Trang Trần, vân vân. Nhiều nghệ sĩ cũng không có hài lòng về vấn đề này. Những tưởng cuộc chiến đã kết thúc, nhưng mới đây bà Hằng tiếp tục tiết lộ một nghệ sĩ gạo cội nhắn tin chửi rủa bà. Nói như sau: tôi không hiểu tại sao nhiều người trong giới nghệ sĩ chửi rủa, đã kích, chỉ trích tôi dữ dội như vậy, trong khi tôi không hề đụng chạm tới họ. Thậm chí nghệ sĩ này cũng chửi bới tôi, nhắn tin chửi tôi. Toàn bộ tin nhắn đó tôi đã lưu lại hết. Chị ghen ăn tức ở gì với ngôi sao hả? Toàn là những người ghen ăn tức ở nên mới chửi bới tôi như vậy. Đó là bà Phương Hằng chia sẻ. Và tiếp đó thì bà Phương Hằng cũng tâm sự thêm về nỗi lòng của mình khi bị chỉ trích. Tôi nói thật, các người càng chửi tôi càng có phước, càng được nhiều người yêu mến hơn, vì tử tế trong xã hội này còn nhiều lắm. Cuộc sống này ai cũng có chỉ một lần, một nồi cơm để ăn, một căn nhà để ở, một cái xe để đi, một cái giường để ngủ. Ai có phước thì được nhà to, xe đẹp để đi, ai không phước thì phải chịu khó, nỗ lực làm ăn, ăn ở tốt để được phước. Tại sao phải lừa dối, gạt nhau rồi chửi bới, trù ẻo nhau để làm gì? Nếu tôi không đủ phước, đức thì đã không thể nào tồn tại cho đến ngày hôm nay. Tôi đâu có cha mẹ giàu có hay là dòng họ làm lớn gì đâu. Những ngày hôm nay thì tôi được như thế này là tôi có phước đức, tôi giàu có, tôi có tài sản, tôi đi làm từ thiện. Thì phước báo của tôi tới ngày hôm nay tôi được hưởng như thế này, thì quý vị khán giả thấy là nếu như càng chữ tôi thì cô tôi càng có phước báo, tôi càng giàu có hơn. Và thông tin trước đây tại sao bà danh nhân Nguyễn Phương Hằng đi đến phòng trà Đồng Dao mà không vào xem, thì bà cũng có chia sẻ rằng là khi bà đến đó cũng dặn dò những khán giả khi vào xem phải giữ trật tự, an ninh, an toàn. Tuy nhiên, ở khán giả giữa hai phía Đàm Vĩnh Hưng và khán giả của danh nhân Nguyễn Phương Hằng cũng đứng ở ngoài có những cái ồn ào. Thì bên cạnh đó là có đại sứ quán của một nước đối diện phòng trà Đồng Dao, cho nên khi mà công an chia sẻ là nhắc nhở ở đến đây thì đừng có tập tụ đông, và nhắc nhở khi mà bên đại sứ quán họ có những cái phiền, họ nói là tập tụ đông ảnh hưởng tới họ. Cho nên chính vì vậy bà Phương Hằng không làm phiền mọi người mà đến đó dặn dò khán giả vô xem ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát phải giữ trật tự, an ninh, an toàn, rồi sau đó bà rời đi vì giữ an ninh trật tự cho tất cả mọi người. Và trước đây, danh nhân Nguyễn Phương Hằng cũng từng chia sẻ: tôi đã từng tiếp xúc với Đàm Vĩnh Hưng 2-3 lần rồi, còn mua tặng cho cái nón Hermes nữa. Mối quan hệ giữa tôi và Đàm Vĩnh Hưng trước đây vẫn bình thường. Trong live stream của bà thì bà cũng tiết lộ mối quan hệ khá đặc biệt giữa bà và nam ca sĩ. Thậm chí bà còn từng mua đồ hiệu tặng cho Mr. Đàm. Mr. Đàm là người rất mồm miệng, mạnh bạo, chịu gây. Tôi tiếp xúc Đàm Vĩnh Hưng 2-3 lần rồi tôi biết. Thậm chí tôi còn mua cái nón Hermes để tặng, một cái dây nịch. Tôi tặng Đàm Vĩnh Hưng mà. Lúc mới gặp tôi chơi rất đẹp. Nhưng sau đó giữa bà danh nhân Nguyễn Phương Hằng và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng có cuộc chiến khẩu trên mạng xã hội. Cụ thể vào tháng 4, nam ca sĩ chia sẻ dòng trạng thái như sau: người xưa nói đa ngôn ắt loạn tâm, người nay thủ thỉ nói nhiều kém sang, xưa nay đều đúng, rất đúng. Đó là dòng trạng thái của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Có lẽ là
doanh nhân và Nguyễn Phương Hằng cảm thấy cái gì đó đã đụng chạm, cho rằng Đàm Vĩnh Hưng đang ám chỉ về mình. Bà Phương Hằng ngay lập tức livestream gọi thẳng tên nam ca sĩ, mỉa mai anh về việc mua kim cương trả góp. Thì nam ca sĩ cũng đáp lời: em đâu lạ gì chị, nhiều khi thấy chị nói Hoài Linh em cũng đau lòng lắm, nên em không kêu thẳng mặt chị ra để chửi, mà em nói chị kém sang. Tôi với Đàm Vĩnh Hưng có chung sở thích là kim cương, nhưng tôi sang hơn Đàm Vĩnh Hưng là tôi mua xong trả tiền liền, còn Đàm Vĩnh Hưng thì mua xong trả góp. Thực sự khẩu chiến đáp qua lại giữa Đàm Vĩnh Hưng và doanh nhân Nguyễn Phương Hằng tiết lộ rằng tôi và Hưng từng có quen biết với nhau, gặp gỡ thông qua công việc. Tuy nhiên, anh không hổ thẹn về việc mình mua trả góp kim cương. Và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có nói như sau: vâng, em nghèo nên em phấn đấu theo cách của người nghèo. Em có góp hay không thì cũng là tiền đánh đổi bằng mồ hôi sức lực của em hàng đêm. Khi em báo lương hát cho chị cũng mặc cả trả giá 5-7 lần lượt mới chịu mà. Em cũng không lấy tiền của chị Hằng hay phải đi cướp giật của người khác để phục vụ đam mê học sòn cho mình. Cái điều em mua trả góp là cũng bình thường thôi. Thì đây là khẩu chiến của Đàm Vĩnh Hưng và doanh nhân Nguyễn Phương Hằng kéo dài trong thời gian qua, và tới ngày hôm nay thì hầu như cũng như chưa kết thúc được. Cộng đồng mạng đang theo dõi quan tâm vì doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục gây trong xôn xao trong cộng đồng mạng như thế nào. Xin mời tất cả quý vị khán giả hãy đăng ký kênh Phương Văn và theo dõi những chi tiết tin tức về showbiz Việt. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi video. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả ngày mới bình an vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.